Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của điện thoại Nokia Lumia 535 được gắn trên xương máy. Còn phần loa trong của Lumia 535 thì được gắn ở trên đỉnh đầu và nằm ở dưới bảng main của máy này. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong, loa ngoài trên điện thoại Nokia Lumia 535, lỗi hỏng, không lên, nghe nhỏ, nghe dè, nghe chập chờn hoặc lúc không, cần một địa chỉ thay mới loa trong, loa ngoài của điện thoại Lumia 535. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Hiện nay Di Động Cao Cấp .vn có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa, thay mới cho các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới loa trong, loa ngoài của điện thoại Lumia 535, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp .vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.